Gia đình tôi đang sum vầy ngồi ăn lẩu riêu cua đồng dưới trời mưa gã ghít. Bao quanh chiếc nồi lẩu cù lao xưa cũ, gợi nhớ về biết bao kỷ niệm. Tôi đặt nồi lẩu giữa bàn, còn con trai thì hào hứng thêm từng miếng rau, từng miếng nấm vào nồi lẩu đang sôi lăn tăn. Hương thơm đậm đà của riêu cua lan tỏa, hào nguyện với không khí ẩm ướt bên ngoài, khiến ai nấy đều cũng cảm thấy ấm áp. Với từng gấp thức ăn, câu chuyện về những ngày xưa cũ lại ngược dòng về trong tâm trí, làm cho bữa ăn trở nên phần đặc biệt và ý nghĩa. Trời mưa mà được ngồi bên nhau, thưởng thức lẩu riêu cua, thật sự không còn gì sánh bằng. Bạn cảnh nhà tôi bắt đầu câu chuyện bằng chất giọng trầm ấm quen thuộc. Hôm nay ở cơ quan, có vợ chồng anh chị bánh mì Thành Nam kết nối với một chùa ở Tân Hiệp đến thăm các bé. Anh chị có gọi anh lên chụp hình chung. Anh gửi hình cho em rồi đó, em xem chưa? Anh kể về những thứ mà hai vợ chồng chuẩn bị cho giải chạy Hậu Giang và Kiên Giang sắp tới. Bé chớp chớp, cậu con trai 4 tuổi của chúng tôi, nghe ba kể xong thì bắt đầu hào hứng chia sẻ về một ngày của mình với giọng nói trong trẻo, đôi mắt sáng ngời. Bé kể là hôm nay con tự tắm và con rất là tiết kiệm nước, xếp đồ chơi, thậm chí là con đã nấu ăn cho mẹ bằng các dụng cụ nhỏ xíu trong nhà bếp chơi của mình. Bé tự hào khoe rằng mỗi lần chơi là con dọn dẹp đồ chơi gọn gàng luôn. Điều mà chớp chớp vui nhất là việc con được nghỉ hè. Con tự hào về mùa hè này lắm, gặp ai con cũng khoe: hôm nay vẫn còn nghỉ hè nữa đó, nghe bà nội. Con nói rằng con có thể ngủ thoải mái nè, đọc sách và cùng ba mẹ đi chơi. Con không quên nhấn mạnh rằng nghỉ hè này sẽ là một hành trình khám phá đầy thú vị với nhiều hoạt động mà con rất mong chờ. Khi nghe con trai kể, hai vợ chồng cười và không ngừng vỗ tay khích lệ bé. Anh ôm con vào lòng và nói rằng ba mẹ sẽ cùng con trải qua những mùa hè thật thú vị với những trò chơi và những chuyến đi nhiều kỷ niệm. Những tiếng cười gọn gã vang lên trong căn nhà. Mâm cơm gia đình không chỉ là nơi ăn uống mà còn là nơi để mọi người chia sẻ những niềm vui, những câu chuyện cảm xúc trong cuộc sống hàng ngày. Hơi ấm tỏ ra từ bếp than cù lao trên bàn, tiếng mưa ngoài hiên rơi tạo nên một bầu không khí yên bình và hạnh phúc. Chúng tôi luôn quan niệm gia đình hạnh phúc phải cần có sự yêu thương, trân trọng, biết ơn và trách nhiệm. Yêu thương chính là nguồn gốc chuyển hóa, vì tình yêu thương mà chúng tôi vượt qua những khó khăn cố gắng. Mỗi thành viên trong gia đình chúng tôi luôn trân quý bữa cơm chiều. Tôi nấu cho hai cha con ăn, anh thì ăn ngon lành, bé chớp chớp thì ríu rít. Chúng tôi kể cho nhau nghe, đó là những khoảnh khắc tôi vô cùng biết ơn vì sự có mặt của anh và con. Bữa cơm chính là nơi chúng tôi hòa hợp trong tình yêu thương và sự biết ơn lẫn nhau. Khi nói về trách nhiệm thì mỗi người đều phải có trách nhiệm với gia đình. Khi tôi rửa chén thì anh phơi đồ, khi tôi dọn dẹp thì anh tắm con. Chớp chớp thì tập nhận trách nhiệm là sắp xếp đồ chơi của mình. Sự yêu thương, trân trọng, biết ơn và trách nhiệm như kim chỉ nam giúp gia đình tôi có được cuộc sống hạnh phúc, hòa hợp và nhận trách nhiệm trong gia đình. Đó chính là bí quyết hạnh phúc. Nếu có ai hỏi tôi làm thế nào để trở thành một người phụ nữ hạnh phúc trong gia đình, tôi nghĩ rằng thật đơn giản. Khi bạn có tình yêu với chồng, với con, biết ơn sự hiện diện của nhau và nhận trách nhiệm trong gia đình, thì đó chính là bí quyết hạnh phúc.